Ok, hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta viết đánh giá bổ sung nhé. Tức là chúng ta lỡ đánh giá rồi thì chúng ta có một lần để đánh giá bổ sung nhé. Đầu tiên mọi người vào TikTok của chúng ta này. Đó. Tiếp theo mọi người ấn vào hồ sơ nhé. Hồ sơ. Rồi chúng ta ấn vào cái dấu ba gạch ở phía bên trên tay phải này. Chúng ta sẽ ấn vào cài đặt và quyền riêng tư ở bên dưới cùng nhé. Chúng ta ấn vào mục đơn hàng của bạn. Ở đây chúng ta sẽ ấn xem tất cả nhé. Ở đây hiện lên những cái đơn hàng mà chúng ta đã mua. Chúng ta sẽ ấn vào mục xem đánh giá. Ở dưới cùng sẽ có mục thêm vào đánh giá của bạn. Tức là chúng ta sẽ được đánh giá thêm một lần nữa. Chúng ta ấn vào và chúng ta sẽ viết. Ví dụ mọi người lỡ đánh giá là 1 sao rồi thì ở bên dưới này chúng ta có thể đánh giá là tôi đánh giá nhầm sản phẩm dùng rất tốt. Đó, chỉ cần như vậy thôi là chúng ta ấn xong và chúng ta ấn gửi. Đó, như vậy là chúng ta đã có đánh giá bổ sung rồi. Đó, vừa rồi em đã hướng dẫn mọi người cách viết đánh giá bổ sung rồi mọi người nhé. Mọi người lưu ý là chúng ta chỉ được đánh giá bổ sung một lần thôi. Nên là mọi người cố gắng viết chuẩn mọi người nhé.